Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình có một dịp đi đến chợ Điểm He để đi trải nghiệm cho các bạn xem chợ ở Điểm He nó có những cái gì nhá. Và chợ Điểm He sẽ họp vào ngày mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25 và 30, cứ 5 ngày một phiên. Như bạn nhìn thấy không, đây là đang là mùa mận nên là ở đây bán rất là nhiều các loại mận. Không biết là mận này cân bao nhiêu hả chị? 20.000 đúng không? Thì nó cũng gần chẳng chạy như ở thành phố, cũng 20.000. Đây, dưa vàng này, đây cũng mận này. Mận này bao nhiêu tiền một cân hả chị gái? 10.000 à? 10.000 một cân mận đấy, cũng khá là rẻ rồi. Nào chúng ta di chuyển vào trong đi. Ở phía ở ngoài này chủ yếu họ bày hoa quả này, cũng như là bên này là đồ khô này. Và trong kia thì mình nhìn thấy có một cái chợ bán thịt lợn cũng như là đồ ăn sáng kiểu anh bỏng ngô nhỉ, hay nhỉ. Cái túi này bán bao nhiêu túi chị? 20.000 một túi này. Bỏng ngô nhỉ. Cái này lâu không thấy rồi. Chợ này là bỏ vào ngày 5, 10, 15 thì nhỉ? 15, 25. Nào. Vâng. Chúng ta đi vào trong chợ một chút đi. Hay mình đến đây mình ăn phở đây. Xem ở đây cô có món phở gì nhiều. Ở đây có phở gì nhiều cô? Có cả chả nhé. Tái với chả. Tái với chả ấy đúng không? Ở đây là cái phở to à cô? Cụ tự tráng bằng tay đúng không? Lẫn vào nhau chị nhá. Cháu xem tí. Bác của em nhiều bánh tí. Kia kìa, bên kia xem nào, cô nhúng rồi. Cái này là cái gì chị? Cũng là chả. Xương. Một mình làm nữa. Có hai người. Có. Phải hai người làm mới kịp. Đây phở Điểm He. Điểm He. Ngày chợ không phải bán được nhiều hôm nay cô nhỉ? Nhiều bánh thế nhá, nhiều phở. Thích nhiều phở, Ăn phở, đây là phở. Phở tự làm à? Tự làm thôi. À, thế mới ngon được nhỉ? Cái này mình làm xong mình cắt ra ấy, đúng không? Được. Thái bằng dao. Thái bằng dao. Đây là thịt tái. Quán này chắc là cháu chia sẻ thì yên tâm không có vấn đề gì cả. Có người lại biết đến. Món tái cô đang nhúng đấy kìa. Ở đây một bát này cô bán như này là bao nhiêu tiền đấy cô? 20.000. 20.000 bình dân quá nhỉ? Hả? Bình dân quá nhỉ? Rẻ. Rẻ. Thơm ngon, bổ rẻ. Thế là rẻ rồi. 20.000 là giá đúng là giá ở trong bán cho người dân đi chợ ăn. Ờ. Cho người dân đi chợ ăn không? Đúng rồi. Đi ăn thịt chuột rồi. Đâu ông có đang kêu khúc chuột. Bán thế nào đấy? Dưa chuột. Cái sự bán phở rất là đầy đặn. Nhiều thứ mà 20.000 là rẻ. 20.000 là bà. Ừ. Quá rẻ nhỉ. Cháu cứ ít khi vào đây ăn lắm. Trong chợ. Đây là phở Điểm He. Ở đâu về? Cháu ở ngoài thành phố. Thành phố mấy ông xếp qua đây vào đây ăn phở suốt đấy. Được. Thảo nào nhìn bát phở đầy đặn. Nhiều nước tí. Có nhiều nước. Nhiều nước thì cho nhiều nước. Đây cho bà chú này. Đấy, bà rồi. Nào, đi vào trong quán ăn phở đi. Nghe chừng không gian quán khá là rộng nhá các bạn nhá. Đây này,
cũng quả thoáng mát. Trước đây hình như là bán lẩu hay sao, à bán đồ nướng nhỉ, nên có cái này mát. Ô, mình sáng ra hút điếu thuốc mới vào chưa ăn thì say quá. Say ấy. Say à? Em ăn sáng là hút hút mới ngon. Say quá. Anh Giang ăn ở đây nhiều chưa? Chưa. Lần đầu tiên à? Đây cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn nhưng mà mình đáng nhớ say lẩu với thằng này mới hay này. Ờ, chẳng đấy. Hay. Ờ. Tí vào quay. Ờ, tí nữa lang thang chờ kia các bạn nhé, mình vừa ăn quán này lát nữa là lát nữa vào trong kia một tí kìa, kìa. Tí nữa chút ăn ở đây đã, chút tiên phải chén ở đây đã. Đây, ở đây xem nào, gia vị cũng nhiều đầy đủ ấy nhỉ, rau hết chút rồi, làm tí quất vào. Anh ơi, xem còn rau anh ơi. Ở đây. Đây, đổi gió. À, đổi gió à? Làm tí ớt nào. Xem nào, xem phở 20.000. Cô bảo bát này 20.000. Thế thôi á. Chợ này hay nhỉ. Chợ phiên thì anh. Xem nào. Bát 20.000 nha các bạn nhá. Xem cái nước nào. Nước ngon đấy. Ngọt đấy. Cái bánh phở này mà tự làm. Tự làm mới ngon. Vâng. Đây các bạn nhá, đây là miếng chả. Chả đây cô tự nướng ấy. Cái thịt trong này ngon quá. Đa phần là được cái đồ ăn nó ngon nhỉ. Nhưng mà thơm á. Nướng thơm á. Thì ngon mà. Chả nó tháo hoa sơ này là hay. Nói chung là anh em mình chưa đi ở đây là nào. Đi làm nào. Nhìn nó cũng vẻ hay mà. Cảm ơn. Đổi gió vừa đi vừa chơi vừa vui vẻ. Đây là thịt tái này. Thịt tái là cái thịt vai, phải vai không? Thái ra vai hoặc mông. Thường ăn vai nó sẽ mềm hơn. Nó chuyển ra được. Lần đầu tiên ăn thôi anh. Nói chung là bạn nào có dịp đi qua đây thì vào phiên chợ. Chợ ở đây họ họp vào ngày mùng 5, mùng 10, 15 và 20, 25, 30 trong tháng. Thì có điều kiện thì ghé vào đây ăn. Đặc biệt chúng ta xem hàng thịt lợn ở đây họ xếp hai giải này. Đấy, xem bán thịt lợn một tí. Vừa mua được mấy cân à chú? Mua được cân dưới thôi, mua nhiều nhất là cân dưới thôi. Có chục thịt thì ngon là thịt đấy, mua đi thịt vàng đấy. À, vâng. Đây khu vực bán này chủ yếu là ngày chợ họ mới đem ra đây họ bán thôi. Còn lại thì chắc là những ngày bình thường sẽ không họp ở đây đâu. Đây những miếng thịt rất là ngon này. Chú. Làm cái món gì đấy? Quay tí chú ơi. Đấy, ở trong này thì gọi là hàng đồ ăn. Cũng khá là hay nhỉ. Ăn nhiều thì đúng không? Một cái này bán 3 đồng nhỉ? Đây này. Khu vực này mọi người đang đứng chọn thịt rất là nhiều luôn. Đây là những con thịt ngon đây. Bên này nữa các bạn nhé. Ở đây cái chợ này họ cũng làm những cái mái này cho chúng ta bán ở trong này, chắc là không biết là có phải thu tiền không. Ở phía dưới cái quần áo thì bây giờ mình sang bên này. À đây có cái bánh rán này. Vâng, chào bà nhá, cháu xem bánh rán một tí. Đây này, ở đây là những cái mâm bánh rán đường nhìn rất là ngon. Đây là cái món gì ấy bà nhỉ? Món cao xăng. À cao xăng à?
có sằng, có sằng này là trắng, trắng nó cũng giống giống bánh cuốn nhỉ, thế à? Ờ, giống như bánh cuốn này. À, cái này có cần chấm gì không hả bác? Có chấm xì dầu. À, ui. Cái này là bánh bánh rán. Ừ. Trời ơi, đi mà lấy ra cái cảnh này ăn có gì nhiều đấy. À, cho cái cảnh này mới đẹp chứ. Nhìn thấy đẹp không? Cái này là cao sạc đấy nhá. Cao sạc đấy. À, cao sạc mới rẻ đấy. Đúng rồi. Lấy cái này về ăn chấm rồi. Nghe có được. Đấy, bánh rán nhìn rất là đẹp luôn, ngon. Đó. Lâm. Nào, chúng ta di chuyển lên khu vực ẩm thực này xem nào. Xem ở trên này có cái gì nhiều không nhá các bạn nhá. À, buổi sáng không uống được đâu chú. Bán là nhiều không chú? Cháu đi xe không uống được chú ạ. Đây là những hàng phở. À, bán đắt hàng không cô? Phở đây là phở. Phở thịt dư. À, thịt dư à? Ngoài chốn bán con chỉ có phở thịt dư. À, phở thịt dư. Đây, đây là những cái bánh phở đây, rất là ngon. Bên này xem nào, đây là bà đang có cái món gì đây? À, đây cũng là phở. Bà còn đang thái phở kìa, à thái thịt kìa. Dạ vâng. Dạ vâng, em quay tí em. À đây, cháu xem cô trắng cái bánh một tí nhá. Đây là bánh rán. Bánh rán tráng trực tiếp luôn này. Đấy. Tráng cho ra đây. Và sản phẩm của cô được đây. Tới bánh đường. Tới đường lên rồi đúng không? Đây là bánh đường. Ờ. Cháu cho người ta xem trên YouTube. Mày phải làm chén đấy. Mày phải làm chén đấy, đúng rồi. Đây là phở, đây là bún. À, nhưng mà, tiền là nhưng mà cái bún này nó khác nhỉ? Nó tự làm nó khác nhỉ? Anh là tự làm đấy. À. Đây là có một em bé hộ mẹ sao nhỉ? Đang dán bánh đây. Bánh rán này các bạn mới tưới đường lên luôn nhỉ? Vâng. Nhân của nó đây nhỉ? Vâng. Nhân bối xanh. Đường là được lấy nhỉ? Được thêm. Thêm đi nhỉ con nhỉ? Thế là phải mua ăn rất là được này. Ba à, một cái. Cái này là rồi, đến khu vực này là còn mối quán phở của bà ở đây nữa thôi. Này cũng bán khá là nhiều đồ. Đây, bánh này. Đây ở ngoài này cũng là phở này, bánh. Đây là món bánh cuốn à? Bánh cuốn cuộn à? À, à chị? Cân nhỉ? Phở. Những cái này bán bao nhiêu một túi em? À, 12.000 một túi. 12.000 một túi. Một túi được một cân không em? À, một cân, bánh này một cân, một cân là một túi. Em gói ra sẵn rồi, chỉ có cầm đi mà ăn thôi. Bánh phở khác làm hay là như nào em? Bánh phở khác làm hết đấy nhỉ? Ở đây đa phần là khác làm nhỉ? Cắt ra luôn một túi này cho. Bên này là thạch này. Ở khu vực này là bên bán thạch, bên bán đây cũng lại tiếp tục là bún này. Bún ở đây nó có nó họ tự làm luôn. Bún tự làm. Bún to. Đây là bún này, bún làng này. Tự làm đấy bác nhở. Cái này ngon. Cái này ngon nhỉ. Bún này nhìn ngon đấy, trắng đẹp. Cái này là bánh phở. Cái này bánh cuốn chứ, bánh cuốn thế nhỉ? Cuốn anh của. Bánh cuốn nhỉ? Cuốn. Cuốn. Đây bánh cuốn. Mình rắc cái gì lên trên này? Rắc hành ấy. À hành à? Mình bán bao nhiêu cân này? 12.000. À 12.000. Cân 12.000 thế nhỉ? Đấy chính là các con tay này mới là ngon này. Phở cái này cứ... như là đỉnh này. Ờ, đấy. Mà cái này cũng tráng con tay gì em nhỉ? Vâng. Chứ có phải tráng con máy đâu. Đấy. 12.000 cân. 12.000. Wow, di chuyển tiếp lên trên xem có cái gì nữa không? Đây là bánh này, các loại bánh. À, đây xem cái bánh rau nào. Xem bánh rau đây. À, gặp được cô bán bánh rau đây. Bánh rau đây.
À. Đấy, đường đây. À, đường đây à cô? Đường. À. Đường chấm. Mì chữa. Mì chữa, thơ ngàn nọ. Bình thường cô bán ở đây một cái bao nhiêu tiền cô? 5.000. 5.000 một cái đúng không ạ? Bắt đầu chuẩn bị làm bánh do nhiều nhỉ, mùng 5 tháng 5 à? Mùng 5 có chứ, làm 3 bánh cân mà. À, đấy à. Bánh do đấy. Bánh do đấy. Sắp sửa lại giết sâu bọ rồi mà. À, mùng 5 tháng 5 lại làm nhiều. Ờ. Ở bên trên có bánh rau kìa nhỉ? Đấy. Mấy hàng? Rồi, chúng ta di chuyển tẹo xuống dưới này xem nó còn gì được không? Đưa các bạn trải nghiệm nốt một số đồ, một cái hình ảnh ở dưới này một chút. Đây cũng là thạch này. À, xem cái thạch này đây. Ở đây bán một cân thạch thì bao nhiêu tiền hả em? 15.000. À, 15.000 à? Thạch đen. Thạch đen đấy. Ừ, thạch đen. Bao nhiêu cân này? 15.000. 15.000 một cân. Alo. Rẻ nhỉ. Em chợ điểm nha. Em làm bất lắm. Cả ngày mới được cái này à? Thế một viên này em bán được bao nhiêu cái này? Tầm 1-2 cái đấy. À, 1-2 cái đấy à. 15.000 một cân à? Ờ. Nếu mà như này một cái chậu này mà bê ra đoán chắc khoảng tầm đến chục cân không? Hơn chứ em nhỉ? Chậu này có được chục cân đâu em? Gần 30 cân. 30 cân. Ui, 30 cân cơ à? Chính tỏ nặng quá nhỉ. Mình ước đến tầm này là mình thấy là hết rồi. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo nhé. Bye bye.